sản phẩm đặc trị các bệnh da liễu thanh một thương là một bài thuốc bí truyền với sự kết hợp tuyệt vời của nhiều loại dược liệu quý mà hiếm có loại sản phẩm nào trên thị trường có được. Với các thành phần 100% làm từ thảo dược nên không tác dụng phụ, sử dụng được với phụ nữ mang thai và cho con bú. Công dụng, đặc trị các chứng bệnh ngoài da như lan ben, phát lào, khẻ, nước ăn chân tay, chốt lở, mẩn ngứa, các loại nấm da, nấm đầu, nấm móng nấm kẻ, côn trùng đốt, viêm lỗ chân lông, viêm da cơ địa, viêm nấm ngoài âm đạo phụ nữ.